Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, thói quen xem ngày tốt trước khi tiến hành một công việc trọng đại đã được hình thành từ lâu đời trong cái đời sống của nhân dân ta từ thuở xưa đến nay, với mong muốn là chọn được thời điểm thích hợp để bắt đầu công việc cho mọi việc được thuận lợi và hanh thông. Khi chọn ngày, thấy trong lịch ngày tốt, sau đó so với đồng công cũng là tốt thì đó là ngày đại cát. Còn trong lịch ngày tốt nói không tốt nhưng đồng công nói là đại cát thì cũng dùng được, không phải e ngại gì. Nếu mà cả hai mà đều nói tốt thì là dùng sẽ rất là ok, không vấn đề gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với việc là chọn ngày tốt tháng 5 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào cái đồng công trình nhật để mà chọn ngày tốt. Thì theo đồng công, tháng 5 là mang chủng hạ chí. Trước hạ chí một ngày thì là tứ ly, sau mang chủng thì tam sát tại bắc, các phương là hợi, tí, sửu là kỵ tu tạo động thổ. Quý vị lưu ý nhé, những nhà nào mà định động thổ vào cái tháng 5 này thì cũng không nên, nhất là những nhà vị sát tại bắc là phương vào các phương là sự hướng nhà là hướng hợi, hướng tí, hướng sửu. Tức là hướng tây bắc là có hợi này, bắc có tí và sửu là ở đông bắc thì kỵ tu tạo động thổ. Thì ngày tốt tháng 5 âm lịch năm 2021 thì tháng 5 âm lịch khởi từ ngày mùng 10 tháng 6, khởi từ ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Và ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch là ngày Kỷ Sửu. Tháng 5 âm lịch là tháng đủ kiên giáp ngọ. Để việc lựa chọn ngày tốt nó được là hanh thông thuận lợi thì chúng ta sẽ dùng đồng công để chúng ta loại bỏ ra những ngày xấu như là những ngày con nước này, ngày dương công kỵ, ngày dương thác, ngày trùng tang. Vậy các ngày xấu đây ta sẽ bỏ loại bỏ dần theo đồng công, và thậm chí những ngày sát chủ này, ngày thụ tử này, đấy, trùng tang các thứ là chúng ta cũng lại bỏ hết. Thì để chọn được ngày tốt, đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu trong tháng. Tháng 5 âm lịch thì có các ngày xấu cần tránh như sau. Đây tôi đã liệt kê đây rồi, thì quý vị có thể là xem đây và cũng cùng tôi là đi gạch bỏ những cái ngày xấu. Thì ngày xấu đầu tiên cần phải loại bỏ là ngày tam nương. Ngày tam nương gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Ngày mùng 3 là ngày Tân Mão, là ngày tam nương, ta bỏ. Tiếp theo là ngày mùng 7 là ngày Ất Mùi. Ngày 13 là ngày Tân Sửu. Nói qua một chút nhé, quý vị, theo đây là cái bảng lịch được chúng tôi sắp xếp theo cái bảng một tuần hoàn 12 con giáp. Khởi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Với cách bố trí này thì mọi người có thể dễ dàng là xem được, nó cũng giống như cái lá số tử vi ấy. Khi mà ăn trên tay thì quý vị dễ dàng xem được hơn. Các bạn chỉ cần nắm được một ngày thôi. Ví dụ ngày mùng 1 là ngày Kỷ Sửu chẳng hạn. Thì ngày tiếp theo là Ất Đinh Kỷ Tân Quý đúng không ạ? Ất Đinh Kỷ Sửu ấy, là có Ất Đinh Kỷ Tân Quý thì chúng ta chỉ cần nắm được ngày mùng 1 là ngày Kỷ Sửu, thì tiếp theo cộng 12 là ngày 13 là ngày Tân Sửu, và cộng thêm 12 là ngày 25 là ngày Quý Sửu. Một tháng chỉ có 30 ngày, đâm ra là cái ngày nào ấy, vị ngày Sửu chẳng hạn, tối đa chắc chỉ được 3 ngày, không có tháng nào được 4 ngày. Đấy. Mùng 7, 13, 18, 18 là ngày Bính Ngọ, loại bỏ. Ngày 22 là ngày Canh Tuất. Tiếp theo là ngày 27, 25, 26, 27 là ngày Ất Mão, chúng ta cũng loại bỏ. Ngày xấu thứ hai mà chúng ta cần loại bỏ là ngày Con Nước. Ngày Con Nước bao gồm ngày mùng 9 và ngày 23. Thì ngày mùng 9 của tháng 5 âm lịch sẽ bao gồm là ngày Đinh Dậu, ngũ hành thuộc hỏa, chúng ta bỏ. Tiếp đến là ngày 23 là ngày Tân Hợi, chúng ta cũng loại bỏ. Ngày xấu thứ ba là ngày Dương Công Kỵ.
Dương Công Kỵ trong tháng 5 âm lịch thì sẽ là ngày mùng 5 âm lịch. Ngày mùng 5 âm lịch nó sẽ là ngày Quý Tỵ. Chúng ta cũng lại bỏ không dùng. Ngày số tiếp theo mà ta cần loại bỏ là ngày Sát Chủ. Sát Chủ đây là Sát Chủ theo mùa, thì trong tháng này ngày Sát Chủ, tất cả những ngày thân là ngày Sát Chủ, bao gồm có ngày Bính Thân là ngày mùng 8 ta không dùng. Ngày thứ hai là ngày Mậu Thân là ngày 20 cũng là ngày Sát Chủ. Ngày xấu đây là thứ tư là ngày Sát Chủ ta bỏ này. Ngày xấu thứ năm là ngày Thụ Tử. Thì tháng 5 âm lịch ngày Thụ Tử là ngày Tý, vị trí tất cả những ngày Tý chúng ta sẽ không dùng, bao gồm ngày Canh Tý là ngày 12, tiếp theo là ngày Nhâm Tý là ngày 24. Ngày Tý cũng đồng thời là ngày Nguyệt Phá. Vậy nên là chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày này rất xấu. Tiếp đến là ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ. Thì ngày Bính Ngọ đã là ngày ngày Tam Nương rồi, ta cần lại bỏ tiếp ngày Mậu Ngọ là ngày 30. Như vậy là chúng ta đã vừa vừa loại bỏ ra những ngày xấu trong cái tháng 5 âm lịch. Đấy, quý vị lựa chọn được tất cả những ngày xấu này ra rồi thì quý vị những ngày khác thì quý vị dùng cũng sẽ là nó không sẽ không bị phạm cái gì cả. Đấy. Và bây giờ để chọn những ngày tốt nhất thì chúng ta sẽ sử dụng đồng công chênh nhật. Đây, đồng công này. Chúng ta xét từng ngày theo đồng công này. Tháng 5 âm lịch là tháng Giáp Ngọ thì kiến tại Ngọ này. Ngọ là kiến này. Trừ kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thu khai bế. Đấy, ngày bế là ngày Tỵ. Thì trực kiến là ngày Ngọ. Thì ngày Giáp Ngọ là ngày mùng 6 thì có thiên xá. Nhưng mà làm mai táng thì được thứ cát. Tức là ngày Giáp Ngọ chỉ nên là gì? Nên là làm chuyện mai táng mà thôi. Thì ngày mùng 6 này là ngày Giáp Ngọ thì chỉ mai táng mà thôi. Đây, tôi đánh dấu ngày tốt đầu tiên là ngày Giáp Ngọ nhé. Là được thứ cát. Ngày thứ hai là ngày Mùi. Ngày Mùi thì có ngày mùng 7 là ngày bất lợi, ngày Ất Mùi rất là bất lợi thì lại dính vào ngày Tam Nương thì chúng ta đã loại bỏ rồi. Nhưng theo đồng công này, theo đồng công thì ngày Mùi này, riêng ngày Ất Mùi là rất là bất lợi. Nếu 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 hôn nhân này, khai trương, tu tạo, nhập trạch trong ngày này thì bị tổn nhân khẩu, thối tài và bệnh dịch. Tức là ngày Ất Mùi là ngày rất là xấu. Ngoài là ngày Tam Nương ra thì đồng công cũng nói là ngày xấu, chúng ta không dùng. Còn các ngày Mùi khác làm việc nhỏ thì được thứ cát. Tức là ngày 19 ấy, Đinh Mùi thì làm việc nhỏ được thứ cát. Đây, ngày Mùi là ngày thứ hai, ngày Đinh Mùi có thể làm việc thứ cát. Đây là an táng này, ngày Ngọ chỉ an táng thôi. Ngày Mùi làm việc nhỏ. Tiếp đến là ngày Thân. Ngày Thân thì được thiên phú, thiên hỷ rất là tốt. Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân thì nên an táng, khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương, xuất hành thì được thứ cát. Nhưng không nên động thổ. Ngày Canh Thân chỉ nên an táng, chẳng nên tu tạo, nhập trạch. Ngày Nhâm Thân là ngày Tây Trầm, ngũ hành vũ khí không dùng được. Tức là ngày có thể an táng nhưng lại là tháng làm lệnh, làm như bị lệnh tháng ấy, làm cho bất lợi. Hơn nữa ngày Thân lại là ngày Sát Chủ nên là chúng ta cũng bỏ không dùng. Và xét ngày tiếp theo là ngày Dậu. Ngày Dậu thì bị phạm Tiểu Hồng Sa, Châu Tước, Câu Giảo. Đến Châu Tinh, Chiêu Quan Tư, Tốn Trưởng Ấu, kẻ trong nhà bị Linh Đinh chẳng nên phạm. Nói chung ngày Dậu là ngày đại hung. Thì ngày Đinh Dậu là ngày thiên địa chuyển, à, ngày con nước rồi. Còn ngày 21 cũng không dùng được. Ngày Dậu chúng ta bỏ. Xét đến ngày Tuất. Ngày Tuất thì chỉ có Giáp Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất là Giáp Tuất, Mậu Tuất và Canh Tuất là có các tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Kim Ngân, Bảo Tạng, Điền Đường, Khố Lâu, Tụ Lộc, Giá Mã, Hàm Thánh, Du Ngoan cùng chiếu.
Được đại cát. Đấy, tức là chúng ta có ngày gì? Ngày Tuất có ngày mùng 10. Mậu Tuất là cái ngày 22 này, 22 là ngày tám nương ta bỏ rồi. Thì chỉ còn ngày mùng 10 Mậu Tuất là ngày đại cát. Đấy, ngày mùng 10 Đậu Tuất là ngày đại cát, vị trí chúng ta ngày đại cát có một ngày đầu tiên là ngày Mậu Tuất. Thì các việc làm trong ngày này quý vị lưu ý này. Việc làm như là dùng để khởi tạo hương công, động thổ, nhập trạch, khai trương, hôn nhân, mai táng. Được gia quan tấn chức, sinh quý tử, ích hoạch tài. Chỉ có hai ngày Bính Tuất và Nhâm Tuất. Thì Bính Tuất và Nhâm Tuất thì trong tháng này không có. Thì sát thập nhập trung cung đấy, có kết tinh hóa giải nhưng cũng khó được. Tức là ngày Bính Tuất và ngày Nhâm Tuất là có sát thập nhập trung cung. Nhưng mà trong tháng này chỉ có hai ngày Mậu Tuất và Canh Tuất. Và ngày Mậu Tuất nhá, quý vị lưu ý ngày Mậu Tuất là ngày đại cát. Tiếp đến ta xét đến ngày Hợi. Ngày Hợi thì là trực chấp. Ngày Ất Hợi thì có thể sửa chữa nhỏ được thứ cát, Đinh Hợi, Kỷ Hợi. Cũng là thứ cát, đây ngày Kỷ Hợi này. Cũng là ngày thứ cát. Ngày Kỷ Hợi là ngày thứ cát. Hợi là ngày âm phủ khuyết khiển. Đấy. Tân Hợi là ngày âm phủ khuyết khiển, hơn nữa lại là ngày tam nương ta lại bỏ. Vị trí ngày Hợi chỉ có ngày Hợi được thứ cát là ngày 11. Chỉ có ngày số 3 thứ cát là ngày 11 là ngày Kỷ Hợi. Tiếp với ngày Tý. Ngày Tý thì lại vừa là ngày Thụ Tử lại vừa là ngày Nguyệt phá. Hơn nữa theo Đổng Công ấy, thì có viết là ngày Tý là trực phá, bị thiên tặc không nên hôn nhân tạo tác an táng nhập trạch. Các việc phạm đó thì chiêu quan tư tổn lục xúc, điền sản tráng thâu, đại hung, nhâm tý là chính tứ phế lại càng hung, ngày này trăm việc đều bất lợi, lại bị trùng với lại ngày Thụ Tử. Đấy, Thụ Tử là còn nguyệt phá nữa, là ngày tý là tốt nhất, các bạn khuyên các bạn là không nên dùng. Tiếp theo là ngày Sửu. Ngày Sửu là trực nguy. Ngày Đinh Sửu, Quý Sửu chẳng nên hôn nhân. Đinh Sửu, Quý Sửu, Quý Sửu ngày 25 đúng không? Ngày Quý Sửu thì chẳng nên tạo tác an táng nhập trạch, dùng nó chẳng thâu được tài. Đấy. Tài vật lại thất thoát, bị cọp rắn gây thương tích, nhiều sự hung hiểm, các ngày Sửu khác cũng không tốt, vì là tổn lục xúc chiêu quan tư chẳng nên dùng. Tức là ngày Sửu này theo Đổng Công nói là cũng xấu, tất cả ta bỏ. Tiếp đến là ngày Dần. Ngày Dần thì trực thành, được Huỳnh Sa Thiên Hỷ. Ngày Bính Dần được Thiên Nguyệt Nhị Đức. Bính Dần đấy, trong tháng này không có. Ngày Canh Dần tức là ngày mùng 2 đấy. Ngày Mậu Dần, ngày Mậu Dần trong tháng này không có này. Ngày Giáp Dần đấy, tức là ngày 26, tức là ngày mùng 2 và ngày 26 thì có các tinh như là Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Kim Ngân, Khố Lâu, Ngọc Đường, Bảo Tàng, Đồng Chiếu. Nếu hương công động thổ các đoàn rông nhập trạch khai trương trong vòng 60 ngày đến 120 ngày thì ích tài tăng hỷ, gia môn đầy dầu mạnh, đường đời càng thấy an khang, là ngày đại cát. Đấy, tức là ngày mùng 2 đây đại cát và ngày 26 là ngày đại cát. Mùng 2 này là ngày đại cát thứ hai này, đại cát này, đại cát ngày 26 cũng là ngày đại cát. Đấy, các việc làm vào ngày mùng 2 và ngày 26 phải lưu ý nhé. Đấy, có thể là gì? Hưng công này, động thổ này, dựng cột, các đoàn rông, nhập trạch, khai trương. Đấy, mấy việc đó thì làm trong vòng 60 đến 120 ngày, tức là khoảng 3 tháng. 3 đến 4 tháng thì sẽ có kết quả rất là tốt. Tiếp đến là ngày Dần, à ngày ngày Mão. Ngày Mão thì bị vãng vong. Có châu tức câu giáo, tiểu nhân hình hại. Họa liên miên, họa hoạn liên miên, quan tư khẩu thiệt tổn lục xúc, trăm việc chẳng nên làm. Ngày Mão bỏ không dùng. Ngày tiếp theo là ngày Thìn. Ngày Thìn thì trực khai, được thiên thành. Ngày Bính Thìn thì có Nguyệt Đức, Canh Thìn, Nhâm Thìn có các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Đồng Chiếu. Dùng các ngày này thì điền sản lục xúc hương vượng, sinh quý tử, trăm việc đều đại cát, duy có ngày Mậu Thìn.
Mậu Thìn thì trong tháng này không có. Mậu Thìn và Giáp Thìn thì bị sát tận nhập chung cung. Vị chi là có ngày Giáp Thìn là xấu, là ngày 16 tháng bỏ, còn lại ngày 28 và ngày mùng 4. Bính Thìn có Nguyệt Đức, Canh Thìn, Nhâm Thìn. Đấy, có ngày mùng 4 là ngày Đại Cát. Và ngày 26 Bính Thìn cũng là ngày Đại Cát. Tiếp đến sẽ là ngày Tỵ, ngày cuối cùng. Thì ngày Tỵ thì là trực bế, có ngày Ất Tỵ là ngày 17 và ngày Tân Tỵ là ngày ngày Tân Tỵ tháng này không có. Thì có Huỳnh La Tử Đàn. Các việc nên làm là hưng công, tu tạo, động thổ, sửa tạo, ao hồ, kho lẫm, chuồng trại, nhập trạch, khai trương, xuất hành. Đại ích cho gia môn, con cháu hưng vượng, điền sản được bội thu. Nhân khẩu thì hưng vượng là ngày Đại Cát, các ngày tỵ khác thì không được cát, tức là chỉ có ngày Ất Tỵ thôi. Đấy, tức là chỉ có ngày Ất Tỵ thôi nhá. Ngày Ất Tỵ là ngày 17 này. Đây, ngày 29 ta đi tỵ không dùng. Có ngày 17 rồi Ất Tỵ. Vị chi là trong cái tháng 5 âm lịch. Đấy, thì có 6 ngày Đại Cát. Đầu tiên là ngày mùng 2 là ngày Canh Dần. Thứ hai là ngày mùng 4 là ngày Nhâm Thìn. Thứ ba là ngày mùng 10 ngày Mậu Tuất. Thứ tư là ngày 17 là ngày Ất Tỵ. Thứ năm là ngày 26 là ngày Giáp Dần và thứ sáu là ngày 28 ngày Bính Thìn. Thì quý vị hãy lựa chọn ra cho mình những ngày tốt để mình làm việc Đại Cát đây, những ngày Đại Cát là làm tất cả mọi việc đều tốt. Còn những ngày mà bên này là những ngày Tiểu Cát thì có ngày mùng 6 là ngày Giáp Ngọ thì chỉ nên an táng thôi. Ngày mùng 11 là ngày Kỷ Hợi thì cũng chỉ làm việc nhỏ. Ngày 14 ngày Nhâm Dần và ngày 19 Đinh Mùi cũng vậy, cũng chỉ làm việc nhỏ thôi, là ngày Thứ Cát. Thì trong những ngày Đại Cát này thì quý vị lưu ý cũng tránh những cái tuổi xung với ngày, ví như Dần thì tuổi Thân kỵ dùng ngày Dần. Đấy, Thìn thì tuổi ông tuổi Tuất kỵ này. Tuất thì tuổi Thìn kỵ, Tỵ thì tuổi Hợi kỵ. Đấy, quý vị cứ thế mà tiến hành. Còn trong các video trước thì tôi cũng đã chia sẻ về những cái tuổi lộc hợp xung hình hại rồi, thì quý vị có thể quay lại xem video trước, hoặc là tới đây tôi sẽ làm một cái video tiếp theo để cho quý vị tiện theo dõi. Chúc quý vị là sẽ tìm được cho mình những ngày tốt nhất để mình làm những cái việc lớn, để mọi việc được hanh thông may mắn. Chương trình hôm nay đến đây là hết, thì xin gặp lại, hẹn gặp lại quý vị trong những cái buổi xem ngày tốt lần sau. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất về ngày tốt trong tháng 5 âm lịch hoặc là những cái tháng tiếp theo. Thì sau những cái video này chúng tôi sẽ làm những video riêng về cái phần về chọn tuổi, chọn ngày tốt để động thổ làm nhà, hoặc là chọn tuổi kết hôn, hoặc là chọn tuổi giờ, ngày giờ xuất hành để mọi việc được hanh thông may mắn, chọn theo từng ngày từng tháng, và chúng tôi chọn ra giờ tốt cho quý vị để quý vị chỉ việc sử dụng. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ những video nào từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.